Mình chào tất cả các bạn. Bây giờ là 3 giờ sáng ở nhà mình. Và trên tay mình đây đang cầm là ba chú chim cút. Một bữa ăn cuối cùng mình dành cho bé Đại Bàng này để mà chuẩn bị đưa bé về với lại tự nhiên. Thì bé vẫn không chịu ăn đâu các bạn. Mình vẫn phải bón. Đấy, mình sẽ để đây, để mình lấy một cái thớt đây. Mình cắt nhỏ nó ra rồi bón cho Đại Bàng. Không là nó đói mất. Thì từ đây về dưới chỗ khu mà mình sẽ thả bé Đại Bàng đi ấy, thì là một cái quãng đường rất chi là xa. Nó hơn 100 cây số cho nên là đường đi nó mất nhiều thời gian. Phải cho nó ăn không là về đấy nó lại đói. Mình lại biết đâu về một cái khu mới ấy, nó sẽ rất sợ và nó cũng chưa dám ăn ngay. Thì là mình phải cho nó ăn để mình yên tâm nhất. Hôm qua mình tính là mình sẽ mang bé Đại Bàng đi vào trong cái lồng này. Thế nhưng mà cái lồng này thì mình cảm thấy nó quá chật. Mình quyết định là sẽ sử dụng cái bu này. Mình đã chuẩn bị hết ở trên ô tô rồi. Bây giờ mình mang cái bu mới ra để úp vào ô tô. Ở trong cái bu này thì nó sẽ rộng rãi và thoải mái hơn. Nó được đứng, nó được giang cánh. Còn nếu ở trong cái lồng kia thì nó chật hẹp quá. Hợp lý không bác? Nhỉ? Rồi bây giờ mình sẽ lót thêm một chút rơm vào đây nữa. Cho cái rơm vào đây cho nó đứng cho nó êm ái, xong mình chẳng lại thì là ok. Cái này là êm lắm rồi. Đúng không? Rồi, kệ nó đi, cho nó lôi thôi, quan trọng là nó làm êm là được. Đi cùng mình hôm nay thì là có anh Long với lại chỗ chú Tuấn. Chú Tuấn thì là một người mà nuôi chim săn cũng khá lâu, chú rất nhiều kinh nghiệm về chim săn. Thì chú sẽ đi đường để hỗ trợ mình một số những cái công việc sức khỏe cho bé Đại Bàng. Ê chú Tuấn, đây cái rẻ này chú hộ cháu chùm vào để ôm đi nhé. Ok chưa? Đó, sao cứ thế ra sau mình để nó trong bu mà nói chung là cũng không ấy. Ba em nhé, bố đi đây. Bye bye Đại Bàng nha. Hơi tối các bạn ạ, mình dậy sớm để đi sớm cho nên là nó hơi tối. Nhưng mà dậy sớm đi sớm thì tới nơi nó sẽ vừa sáng là đẹp, sau chiều mình còn về sớm, không thì đường xa quá. À có, chú cho vào đi, sao cho nhấc lên xong. À cứ nhấc lên. Có nó đang được luôn. Ồ, nó nằm à? Nằm im luôn các bạn. Thế là tha hồ đẹp rồi. Nằm tốt. À, rồi bố hạ con cái tay cho. Buộc chặt chẽm vào là ok. Ồ, ngoan nhỉ, nó nằm im này. Hay nhỉ. Rồi, tất cả đã xong xuôi. Bây giờ thì mình sẽ cho cửa xe ô tô xuống rồi mình vào mình chuẩn bị đồ đạc là đi luôn nhé các bạn nhé. Đây là cứ vào một trong các cái quán này đi nhé. Rồi rồi. Anh em mình đã đi được khoảng độ 100 cây số rồi. Mình cũng không biết đây là khu vực nào nữa. Phủ Lý Hà Lam à? Để mình tạt vào đây mình ăn sáng đã, với lại xem bé Đại Bàng như thế nào. Rồi. Đó. Đây, anh em xuống đi. Dậy rồi, dậy rồi. Rộng rãi, thoải mái nhá. Sướng.
Mình nót cho nó cái rơm cho nên nó đứng rất chi là êm này. Ôi ôi, hắn Ford ở đây rồi. Ford Calafit rồi. Bởi vì cái con đại bàng này nó có một kiểu vệ sinh rất buồn cười nhé, nó Ford xa lắm. Đây mình có mang theo chim cút nữa để tẹo nó tan đá sau mình cho đại bàng ăn. Tùy anh em, chả chấm hay chan anh em cứ gọi đi. Ừ, cho chan đi cho nhanh đi. Hình như là quán của các bác tài xế, quán đường dài cho nên là đông. Bạn này những quán đi du lịch mà tại dạ em chào chị. Bạn em gọi bún chan đấy. Gọi rồi sao đấy ạ? Trời vừa mới sáng xong. Chưa sáng hẳn các bạn. Chắc ăn xong là sáng hẳn đấy. Lê Đức Thọ, Phủ Lý, Hà Nam. Bún rau cải, đây là bún cá hả anh? Anh Hiệp, anh nghe gọi bún cá các bạn. Mời mọi người nhá. Ăn cái mì cá này có vẻ em không hợp lắm. Nhưng mà xin phép các bác là em hết trước. Bác ơi, con gửi tiền bác. Em gửi tiền anh à? Bác nhận em à? Vâng, cảm ơn bác rất nhiều. Hôm nay em mang bé chim. Còn này rất xem kênh của anh đấy. Dạ vâng. Của em hết bao nhiêu anh? 4,6 à? Vâng. Hôm nay em mang bé chim xuống Cúc Phương này ạ. À, đại bàng à? Dạ vâng. Đại bàng đi à? Vâng ạ. Nó ở ngoài xe kia. Nó phát ra nó to đi. Dạ. Nó cũng khá to đấy anh ạ. Anh chủ quán bún này nhận ra mình. Anh ấy cũng biết cả về đại bàng nữa cho nên là mình mời anh ấy ra thăm. Không thì sau này chắc là em cũng không còn cơ hội gặp lại bé nữa. Thì các bác với lại các bạn ở trên kênh em thì sẽ không cơ hội gặp nữa. Cái gì vậy? To thế nhỉ? Dạ. Nó 3 cân anh ạ. Vâng, hôm nay em mang đi thì em cân lại là được hơn 3 cân một chút. Em nuôi mấy hôm là nó cũng béo hơn rồi. Dạ vâng, cháu gửi về rừng Cúc Phương ạ. Tiếp tục anh em ta lại hành trình 60 km nữa. Mình đi vùng núi cũng nhiều rồi nhưng mà chưa gặp vùng nào mà nó lại nhiều đá như vậy. Thế này mà làm cá coi thích thì chưa nhiều. Đấy. Dãy suối khiêu một tảng này. Ui kiểu ui, bác nhìn ra ngoài kìa, vừa cánh đồng lúa này vừa núi này, ui đẹp không? Ui bên này cũng đẹp này, bác quay bên này nhìn cũng đẹp đấy. Đỉnh đâu ấy, nhìn phê không? Sướng nhỉ? Sướng. Đã thật đấy. Cảm giác như ở đây thì làm gì phải nuôi AV anh. Ở đây em chả cần phải nuôi chim, chả cần phải AV. Cứ nhìn chim ngoài trời thiên nhiên này, cây cối nó đẹp bằng vạn. Tôi thì tôi chỉ mong ước là nếu mà có xe mà chở được tôi làm mấy tảng đá về tôi làm con bộ. Thực ra anh em mình mà đánh xe tải xuống đây thì xác định là phải mua nhiều thì nó mới rẻ, còn nếu xuống đây mà mua ít thì tiền xe đắt hơn tiền đá. Đúng không? Bởi vì đá ở dưới này họ rẻ lắm mà không chú, có. Chú biết không nhá? Anh mua coi như là 25.000 của một cân đá. Ừ. Để về đợt vừa rồi làm cái bể. Ừ. Mà một viên đá thì chú bảo bằng từng này 3 cân bạc mà 7 mấy nghìn. Đấy, đấy là đá ấy rồi thì là họ đá kiểu như giống như đá tay mèo ấy. Tức là họ đã chế tác qua tinh xảo hơn không rồi. Không có gì cả. Độc họ độc lựa những cái viên nào nó đẹp đẹp họ. Nguyên si á. Ờ. Có vết khoa của con người các em biết nhận định diện ngay. Theo như bản đồ của điện thoại chỉ thì là còn 160 mét nữa là mình tới nơi rồi. Thế là ngay trước mặt của mình đây này.
các bạn có thể thấy xung quanh là toàn rừng núi này, nhưng mà đường vẫn rất đẹp nhé. Kiểu như ở đây anh em có cảm giác như là một khu du lịch sinh thái không? Nó là như thế đấy. Đấy, bên ngoài là người ta sẽ khai thác du lịch sinh thái, rồi là bên trong là sẽ là khu rừng phòng hộ, à rừng nguyên sinh. Phải mở đường to như này cho ra vào. Lúc đấy mình lên dốc, bây giờ lại phải xuống dốc một đoạn. À, đi quá rồi. Đi quá rồi, tại sao lại quá rồi nhỉ? Lại không có điểm nhà gì nhỉ? Đã đến Cúc Phương rồi đây. Thế... có khi là ăn cú điện thoại. Hay là hôm nay anh gửi cho mình nhà anh đang đi đường nhỉ? Chắc đang đứng ở đây. Đang đứng ở đây gửi đúng không? Thế thì các bạn đợi mình một tí nhé. Mình sẽ đi sâu ở bên trong này một chút nữa. Đi sâu vào rừng. Ui nhiều lan lắm anh em ạ. Ở trên những cái cây này này. Nhiều lan lắm. Lan rừng. Lan rừng đấy. À đây đây đây. Khả năng đây này. Nên đến đỉnh này mình sẽ dừng chân lại để mình hỏi tiếp. Chắc là đây rồi. Ở đây đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, thế các bác mặc áo xanh kia là các bác thủ bên kiểm lâm. Ở đây mình sẽ cho xe vào cái rìa này. Rồi mình đỗ lại mình hỏi. Xuống nhé. Ờ, anh cứ xuống đi. Ui, ra ngoài này mát hơn ở trong ô tô. Ở trong ô tô là hơi nóng. À, dạ, em chào các anh với lại các bác. À, em được sự giới thiệu của anh Đạt, mà phó cục trưởng cục kiểm lâm ấy. Thì em có mang một bé chim đại bàng lên đây để xin phép các bác là tiếp nhận rồi thả phóng sinh giúp em. Thì anh Đạt gửi cho em cái định vị nên đến đây. Vâng. Vâng. Dạ, dạ vâng, đấy thì em cũng vừa báo cáo với các bác là như vậy. Dạ vâng. Xin phép các bác là em được ghi hình quay cái cảnh em đi trao trả bé về tự nhiên chút. Phỏng vấn luôn cái ông kia. Phỏng vấn luôn cái bác đấy, ông nhận ý. À dạ vâng. Ông có chuyên trả lời phỏng vấn. Bây giờ là cái đồ gì anh ạ, đại bàng. Con đại bàng anh ạ. Không hề có một tí âm thanh nào của đường xá xe cộ. Chỉ có tiếng người và âm thanh tự nhiên thôi. Ui, tổ chim đâu? Ở à, kia tổ chim kìa. Kìa, nhiều thế á? Nhiều tổ chim đó. Phải, không phải đâu, tổ chim hay tổ kiến này. Tổ kiến à? Tổ kiến à? Ờ. Ôi, trứng chè, đằng kia có trứng chè. Ồ, oh, hay nhỉ. Đã nói đến rừng thì không thiếu gì tiếng. Ừ đúng rồi, không lạ gì nữa đúng không? Ờ à, bác ơi, bác cho em hỏi cái cây gì mà tại sao nó lại thẳng như vậy ạ? À cây trò chỉ hả bác? Dạ vâng. Em chưa nhìn thấy cây nào mà nó thẳng tắp mà nó cao như vậy. Không. Nó thẳng như là cái cột điện đấy các bạn. Thẳng gần như là không có một cái điểm nào cong luôn. Tại sao nó lại nên được thẳng như thế nhỉ? Mà ba cây mọc đều nhau. Đây kiểu như là trồng hay sao ấy. Đây, 3, 4 cây này. 1, 2, 3, 4. Đây là trồng rồi. Ui, nó thẳng kinh khủng luôn. Để cho các bạn xem. Cái cây này nếu như mà làm cột nhà đúng là thợ mộc không phải đẽo nhiều. Thì đã bảo là tưởng tượng nghe ra nó là cái cột nhà này. Độc thế bốc vỏ. Đấy, độc thế bốc vỏ. Anh em nghe tiếng cuốc được không? Âm thanh nó quá yên tĩnh. Cái mít này còn đẹp. Cái mít này cũng đẹp. À, vâng, anh bảo anh Đạt ra đón em phải không ạ? À, dạ vâng. Bác đợi em một tí. Bố ơi, con đến nơi rồi nhá. Vâng, đến được một lúc lâu rồi. Vâng, thế để con làm việc với các bác ở đây được. Vâng, em chào anh. À, gì nhỉ? Thế bây giờ là có phải đi xa nào không anh? Thế là em đánh xe xuống luôn này. Vâng. Thế là anh chỉ mình là sẽ đi theo cái đường này. Ui nhìn nó hun hút, nhìn đẹp nhỉ. Đi anh, mình lên xe đi. À kìa, ở đây có ghi biển là có lui rùa này, khỉ này. À, nếu mình không nhầm. Chương trình bảo tồn rùa. Đấy, bên này là rùa này. Bên này là... bên này là Bắc Long, à quên, là vọc này. Đấy, chỉ sang bên này là Bắc Long bên này. Chết. Bên này này. Còn đây là khu bò sát này, sao này, nhìn giống con tắc kè. Đấy,
buôn thịt đi công việc. Mình có cảm giác như là ở khu công viên Thủ Lệ. Đây là một cái khu công, mà công. Đúng, con công nó kêu đấy. Đây là một cái khu mà để cho mọi người tham quan thôi, còn không phải là cái khu mà thả động vật hoang dã. Thả động vật hoang dã thì theo mình được biết là sẽ thả vào trong rất chi là sâu, ở trong rừng sâu. Anh đưa mình đi đâu nhỉ? Có xa nào không anh? À, đỗ ở đây luôn hả? Dạ vâng. Hình như đằng sau có khách. Đằng sau có khách. À, chào mấy anh em nhé. Anh Hiệp đi xe máy trước, giờ thành ra là mình đi ô tô vào, anh mở cổng lại thành đi bộ sau. Có hoa lan. Phải hoa lan không? Nói chung là dòng lan. À, lan rừng. Lan rừng. Có tất cả trứng cu gáy. Có cả... Mà mình vào đây thì có lạ gì nữa đâu em nhỉ? Cu gáy nuôi hay là tự nhiên đấy hả anh? Tự nhiên ạ. À dạ. Kìa nó kêu tít, là tiếng cu gáy tít ở trong rừng này. Ok rồi, đây. À, em chào anh, có phải anh là anh Đạt không ạ? Rồi. Dạ vâng, rất vui khi được gặp bác. Chào Quế. Anh cũng lần đầu gặp em thôi, nhưng mà anh cũng tìm hiểu một chút về em. Thế và được biết thì là em là người rất là tích cực và năng nổ trong cái chuyện là bảo vệ các loài động vật hoang dã cũng như là bảo vệ môi trường. Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì như trên trao đổi trên Zalo với lại điện thoại với anh ấy, thì đây em có một bé đại bàng, hình ảnh nó đây ạ. Cái sức khỏe thì là như em nhận định ở nhà thì nó khá thì là tốt đối với theo cái hiểu biết của em. Còn bây giờ hôm nay em mang tới đây ấy, thì là chăm sự là nhờ các bác hết. Các bác kiểm tra giúp em xem là sức khỏe nó như thế nào và là khi nào có thể là tái thả nó về với lại tự nhiên được. Đấy, he's Mr. Quế, one is a very very well known. Chào cậu nhé, mình cũng không biết tiếng Anh thì cậu thông cảm nhỉ. YouTuber and TikToker and he's one of the people who quite actively. Đây là tiến sĩ và bác sĩ thú y Sander Orbit. À vâng. Thì anh Orbit là người Hà Lan. Thế và anh ấy thì cũng là một người làm công tác bảo tồn và có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái chuyện chăm sóc nuôi dưỡng chim. Anh Orbit thì cũng có gần một năm hợp tác với trung tâm của bọn anh trong cái lĩnh vực này. Thế và như mình nói với Quế thì là mong muốn của Quế là đưa bạn ấy đến và có thể thả, và nghĩ là Cúc Phương là cái nơi mà rất là an toàn để tái thả các cái động vật hoang dã về, thì đó là cái thông tin chính xác. Tuy nhiên thì mình cũng có nói trước với Quế là bọn mình không thể hứa được cái chuyện là đưa bạn ấy đến một cái thì là có thể thả ngay. Thế và mình cũng có giải thích với Quế. Dạ vâng ạ. Tức là đây là cái trung tâm cứu hộ thì nó như là một cái bệnh viện. Thế bệnh nhân ít nhiều đưa đến thì là mình cần phải kiểm tra xem là tình trạng thương tích như nào, thế rồi trong người có ủ bệnh hoặc là có ký sinh trùng gì không. Thế sau khi mà có cái kiểm tra đầy đủ về mặt sức khỏe, đủ điều kiện để thả bạn ấy về, tức là đảm bảo làm sao đúng môi trường sống này, đúng vùng phân bố này, đảm bảo an ninh, thế và đảm bảo cái an toàn cho các cái đồng loại khác của nó ở trong rừng. Mình hình dung thế này, khi mà đưa một bệnh nhân đến ấy, thì là phải kiểm tra kỹ xem là các bạn ấy có các cái bệnh ở trong người không, có thể lây truyền cho đồng loại và các cái loại vật khác ở trong rừng không. Dạ vâng. Đấy thì bây giờ là anh em mình sẽ xem xét xong là bọn mình sẽ cho cái trả lời cái kết luận. Nếu mà tình trạng sức khỏe tốt thì ta có thể tái thả ngay. Vâng. Còn nếu mà cần phải có những cái kiểm tra xác định đánh giá chuyên sâu về mặt dịch tễ bệnh học ấy, thì là sau một thời gian bọn mình chăm sóc điều trị cho nó và sẽ thông tin. Vâng. Ngay giờ cụ thể mời anh em đến để tham dự cái buổi tái thả đấy. Thank you.
có những người nuôi chim ấy, họ chỉ cần buộc hai cái lông của cánh lại với nhau, con chim không bay được luôn. Dạ vâng vâng. Anh nước ngoài anh vừa chia sẻ với lại mình và mọi người là anh kiểm tra sơ qua thì cái bộ lông là rất đẹp. Anh ấy bảo là mình chăm sóc cũng khá tốt cho nên giữ được bộ lông cho bé đại bàng gần như là nguyên vẹn. Đấy. Nó sẽ hơi bị vòng ở đây rồi. Does everybody ready that I can put him in his enclosure or do we have to wait for somebody to change the battery? Anh bảo là mọi người sẵn sàng chưa để anh ấy. À vâng, vâng, ok, ok ạ. Yeah, everything is ready. So people still wanna Thái có cần vào bên trong hỗ trợ trước xong là để không, nó cũng không giữ lắm đâu mà. Thực ra ở nhà nó sống với lại gia đình của nhà em như là những con gà rồi. Có cái đến gần là nó mổ thôi, còn nếu nó không sợ quá nó chạy. Nó không tấn công người đâu, anh cứ để lên đây, nó không tấn công người đâu ạ. Thôi không sao, nó nhảy lên được, nó khỏe lắm anh. Close the door. Đóng cửa. It's okay. We don't need that. I wanted the bamboo one. Đấy. Đây là cái nơi mà tạm thời sẽ để cho bé đại bàng nghỉ ngơi ở đây, rồi là để các bác ấy thăm khám xét nghiệm cái phân của đại bàng, xét nghiệm cái phân xem nó có bị dịch bệnh gì không. Khả năng là bé đại bàng chưa được về với tự nhiên ngay các bạn, bởi vì sức khỏe của bé đại bàng là anh bác sĩ anh ấy đang bảo là khả năng chưa thả được, phải mấy hôm nữa. Thì anh phó chi cục kiểm lâm bảo vệ động vật ở đây anh ấy đang bảo là khả năng mấy hôm nữa là mình sẽ mời mình quay lại để cùng xem cái buổi tái thả. Không phải mấy hôm đâu, có thể là phải đến 3 tuần đấy em. À vâng, có khả năng phải đến 3 tuần, tức là khoảng 1 tháng sau. 3 tuần. Không sao. Dạ vâng. Em đã gửi đến đây với các bác rồi thì chăm sự nhờ các bác hết. Đấy, các bác bảo thế nào là tốt để cho nó được về với tự nhiên là nó an toàn nhất thì là em tin tưởng hết. Đấy thì xin phép các bác là em có thể cho bé ăn được một bữa không? Hay là các bác có thể cho ăn được không ạ? Các bác có chuẩn bị đồ ăn chưa? Anh có đồ ăn rồi nhưng mà anh hiểu là cái tình cảm của người chăm sóc đối với con vật trước khi chia tay. Vâng, em... bởi vì là đấy, trước khi đi em đã cho ăn rồi nhưng mà em vẫn mang thêm một ít đồ ăn đi nữa. Em vâng. Có thể là lấy cái đồ ăn đấy cho. Thế để bây giờ mình sẽ ra mình lấy cái chim cút. Đi từ nhà xuống đây chắc là cũng tan đá rồi đấy. Chim cút thì mình để ngoài xe kia. Ở đây các bác cũng có nuôi công. Công thì là những loại vật động vật thông thường rồi, nhưng mà có một số những con khỉ và con vượn các bạn ạ. Thì mình hỏi bạn là những bé khỉ và bé vượn này thì sao không thả về tự nhiên được. Thì các bác bảo là những bé khỉ và bé vượn này này là một số những loài mà cực kỳ nguy cấp là các bác phải để lại để nhân giống. Rồi là có những con ấy, người ta nuôi từ bé, nó không còn cái bản năng sinh tồn ngoài tự nhiên nữa, thì các bác phải giữ lại. Cũng như là mình ấy, mình nuôi động vật, những con nào mà không có khả năng kiếm sống ngoài tự nhiên thì bắt buộc phải giữ lại. Và là có những con mà nó bị cụt, què thì đều được giữ lại ở đây để trung tâm chăm sóc. Đấy. Đây là khu đa số là chuồng khỉ à cả chị? À đây, tất khỉ ạ. Còn thì những con nào mà có bản năng sinh tồn tốt, vẫn còn giữ được những cái sức khỏe ổn định thì các bác và mọi người sẽ đều thả hết về tự nhiên, đi sâu vào trong rừng trong các bạn. Đây cái chim cút mình đã đây, mình còn mang theo cả một cái kéo này, mang theo một cái kéo với lại cái kẹp để cắt đồ. Với anh cũng vừa nói đấy. Dạ vâng. Tức là sơ bộ thì anh cũng giải thích cho em là cái lý do tại sao mình chưa thả. Tuy nhiên là bây giờ em muốn nghe trực tiếp thì bọn anh cũng sẵn lòng để giải thích lại. Vâng ạ. Đấy, anh vừa nói với bác sĩ Sander thì bây giờ anh sẽ giải thích một cách cặn kẽ lại cho em. Dạ vâng vâng. Nó cũng không khác anh đã giải thích cho em, nhưng mà vâng. Em cứ nghe anh giải thích thôi. Dạ vâng.
Explain? Mm. Okay, so that's more for the bird. This is a really rare bird that we have. It's an endangered species in Vietnam. It's on the red list, so we want to make sure he's completely healthy before we release him. And some things we cannot see on the outside, so we have to collect feces of him, the poop, and we're going to send that to a lab, and we do our own test with that, but that will take a few days to get in, and then we can see if he has any parasites, bacteria, or anything that we need to treat. If that's the case, then we need a few more days to treat that and test again. So that's more depending on that process. But we need to at least make sure for this one that we release him in 100% condition before we release him back into the wild. Yeah. I don't think we need to keep him for a month, to be fair, because he looks really healthy, but this is just to make that 100% sure. And he's welcome to come back for the release, by all means. I just want to make sure the animal is completely healthy. Bác sĩ Sander có nói như này. Trước hết thì đây là một cái loài chim rất là quý hiếm trong cái danh sách các loài chim bị đe dọa mà được tổ chức IUCN, tức là Liên minh Bảo tồn Thế giới, xếp hạng V, nguy cấp, sẽ nguy cấp. Thế còn bản thân nó thì là được xếp ở trong sách đỏ rồi, các cái nghị định của mình đã gửi thông tin cho Quế khi mà nhận dạng. Dạ vâng ạ. Thì loại con này là cũng là được xếp ở trong cái nhóm 1, tức là cái mức ưu tiên cao nhất về bảo vệ bởi luật của Việt Nam. Thế thì điều đó cho thấy là nó là một cái cá thể chim rất là quan trọng, một cái loài rất là quan trọng. Vì thế cho nên là cái tầm quan trọng của cái việc là đảm bảo nó phải đủ sức khỏe và đảm bảo nó an toàn khi mà thả ra ngoài môi trường. Dạ, chúng ta có chọn địa điểm an toàn này, kiểm tra dịch bệnh an toàn. Dạ, vâng, khi thả bạn ấy ra, cái nguy cơ lây nhiễm những cái bệnh mà mình chưa kịp phát hiện ra, vâng, vâng, đến các cái con khác đồng loại của nó và những cái loài động vật khác ở trong rừng là, dạ, dạ, loại bỏ được cái nguy cơ đó. Thứ hai nữa là này, sơ bộ thì con chim rất là tốt, nhưng mà không ai biết ở bên trong bụng của nó là bây giờ là đã có những cái mầm bệnh nào rồi. Thì nó có một số các cái loại bệnh của chim, cho cái nhóm chim ăn thịt này cần phải xét nghiệm bằng phân. Thế và cũng qua phân, cái xét nghiệm và từ phân này thì người ta biết được là ngoài cái mầm bệnh thì nó có các cái loài ký sinh trùng gì ở trong người hay không. Thế chưa kể là bọn mình sẽ phải làm thêm một số các cái xét nghiệm về máu để biết được xem là bây giờ là hồng cầu, bạch cầu, rồi các cái chỉ số khác về máu cho nó. Thế thì cái quá trình làm và tất cả những cái mẫu bệnh phẩm đấy thì phải gửi đến phòng thí nghiệm. Thế và nhanh nhất thì cũng phải là 5-6 ngày thì mới có kết quả. Dạ vâng vâng. Đấy thì đấy là cái lý do chưa thả được ngay. Thế nếu kết quả đó tốt ấy, thì bọn mình sẽ tiến hành một số các cái thao tác nữa, ví dụ như là tẩy giun, vâng, bổ sung các cái thức ăn, các cái dưỡng chất để, vâng, cho nó đầy đủ sức khỏe, cho nó phục hồi lại một số các cái tổn thương về bộ lông. Dạ, vâng. Thế sau đó thả thì nhanh nhất thì cũng phải 3 cho đến 4 tuần, tức là 2 tháng trời đấy. Vâng vâng. Thế thì em yên tâm rồi. Anh ấy nói là anh cũng rất là mong muốn là thả nó được sớm và vâng, rất là mong muốn là cái ngày mà tái thả thì mời anh em quay trở lại đây. Dạ vâng. Em sẽ cố gắng sắp xếp cái ngày đó để được tới cùng với lại các bác. Vậy là anh chia sẻ thì mình đã hiểu rồi. Đó là lý do mà tại sao anh muốn giữ lại cái rơm nó dính phân của chim này này. Và toàn bộ những cái dụng cụ mà mình mang chim đi là nó có dính những cái phân dịch tễ của chim để các anh ấy còn xét nghiệm. Đấy. Lúc nãy mình có mang cái ít mồi vào đây để cho bé chim ăn. Thế nhưng mà ở nhà ấy, thì mình cho bé chim ăn bằng bằng que gắp với lại buộc dây thì cho ăn được. Còn ở đây là bây giờ thả nó trong chuồng này rồi, mình không dám động vào nó nữa, thì đành phải để ở bên ngoài để sau bé chim sẽ tự ăn. Còn nếu không tự ăn được thì sẽ nhờ các chị với các bác ở đây là cho ăn giúp mình. Bây giờ thì xin phép các bác với anh em các chị là em cũng phải xin phép là ra về, bởi vì đường xá thì nó cũng xa xôi. Thì hẹn một ngày gần nhất được gặp lại với anh Đại Bàng để cùng thả với các bác. Nói đến Quế ạ. Dạ vâng. Tức là nếu như mà tất cả các cái xét nghiệm phân rồi bệnh phẩm máu của nó ổn ấy, dạ, thì sau một tuần là sớm nhất bọn mình có thể thả. Còn nếu mà cần phải có những cái mà
tẩy run này, tẩy ký sinh trùng và bổ sung. Đấy, thì cứ hôm nào mà bác cảm thấy thả được về tự nhiên thì anh cứ báo với bọn em đấy, bác cứ báo bọn em để bọn em sắp xếp. Ví dụ mai thả thì anh báo bọn em là tối nay để mai em lên đường đi luôn cho sớm. Ngày 21 bọn anh 21 tháng 3 thì có thể con này chưa chắc đã kịp. Nhưng mà ngày không, nó không quan trọng phải ngày nào. Mùng 9 tháng 4 thì là kỷ niệm một cái ngày sinh giới hoang dã. Đấy thì bọn anh cũng có một loạt các cái động vật khác cùng thả, có thể thả được. À thế thì tốt quá. Nếu ngày đấy được thì đẹp nhất nhỉ. Thì là bọn anh sẽ làm vào ngày hôm đó. Hôm đấy mà em được góp vui cùng với lại cái chương trình đó thì bọn mình hoàn toàn thì nó lan tỏa được cái tinh thần bảo vệ động vật hoang dã rất lớn. Vậy là mình và các bạn sẽ được gặp bé Đại Bàng thêm một lần nữa. Ở khả năng là khoảng độ khoảng một tháng sau thì là bé Đại Bàng mới được tái thả về tự nhiên. Thì mình đang sang bên này để ký kết một số cái giấy tờ để sau đó là mình xin phép là về. Km2. Vâng. Bây giờ là cái giấy tờ em phải ký, tức là để bàn giao cho bác này để bác làm thủ tục còn bên vườn này là nằm ở trên địa bàn của ba tỉnh 4 huyện. Cho nên là nó to bằng hai cái huyện ở đồng bằng. Vâng. Em xin phép anh và chỗ bạn là vì đường xá xa xôi thì bây giờ em cũng phải về luôn. Còn cái khu động vật mà anh đang nuôi giữ những cái con bé động vật mà nó ốm yếu thì để hôm nào mà nó không có khả năng sinh tồn ngoài tự nhiên ấy, để hôm nào em xuống xem bác tái thả thì em sang thăm sau. Bây giờ thì em xin phép được về để cho bác được nghỉ ngơi cũng như là em cũng phải đường xa. Thì cảm ơn bác và chăm sự là nhờ các bác với anh bạn rất nhiều nhé. Vâng, thì cảm ơn anh nhé. Thì bọn em cũng phải về đây. Cảm ơn. Dạ vâng. Chào bác nhé. Còn cái giấy tờ nhỉ? Vâng. Mình vừa ký cái giấy tờ thì ở bên chi cục kiểm lâm đây các anh giữ một biên bản và mình sẽ giữ một biên bản. Vâng. Cho em xin nhé. Đây. Thôi em về đây. Anh Đạt, anh ấy đang định đưa anh em mình đi thăm một số những khu lô nhốt động vật mà những cái bé không thể nào mà kiếm sống được ở môi trường tự nhiên. Tức là bắt buộc phải có sự chăm sóc của con người. Thì cũng có rất nhiều những bé động vật như vậy, nào là linh trưởng, tức là khỉ đấy, cá sấu, rồi là nhiều loài bò sát nữa. Đấy, nhưng mà mình bảo thôi bận quá. Với lại mình vẫn còn có hy vọng là được gặp lại bé Đại Bàng một lần nữa các bạn ạ. Một cái lần mà được thả về tự nhiên. Thế là mình có hẹn anh Đạt với mọi người là để hôm nào lên thì mình sẽ thả Đại Bàng cùng các anh, rồi là sau đó mình sẽ đi tham quan những cái bé động vật khác. Đợt này mùi lên trên này cắm trại sinh tồn này. Cho mát, không xuống sinh tồn được. Cắm trại cho mát thôi. Sinh tồn săn bắn. Tưởng sinh tồn săn bắn ở đây. Thôi bây giờ anh em mình về nhá. Từ đây về quê thì vẫn vậy thôi, cung đường vẫn thế, 173 cây. Đấy.